Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Thì hôm nay em cũng giao lưu với bà con một lô bonsai nha. Thì bữa nay em có được những cái cây nguyệt quế, linh sam, chiếu thủy, những cây cũng tầm trung nha bà con. Rồi cần thăng nha. Đó, những cây linh sam tam sáo, rùa bông. Thì bà con liên hệ mua cây đặt hàng qua số điện thoại em là 0939442212 nha bà con. Thì bà con mình ưng ý những cây nào kết bạn qua Zalo số này nha, để mình có những cái hình ảnh mình chốt cây cho dễ nha bà con. Thì hôm nay là mã chữ F nha. F1 là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm, cây cực kỳ đẹp, phơm tàn ấm mịn. Cây này hai người bê nha bà con, cây này rất là to và đẹp nha. Cốt cành cũng to, cây này rất đẹp luôn ha. Rồi dừng đó đi, đây là mặt tiền cây nha bà con. Thì dòng nguyệt quế này á, bông nó lên rất là thường xuyên, hoa rất là thơm luôn. Khi mình cuôn đọt đều đặn hết, cho đồng lọt mình tưới ít phân vô là thì nó lên đọt mới, nó sẽ cho hoa kèm theo nha. Thì cây mã 1F này, cây 0F chứ, F0 nha bà con, lưu ý giùm em F0 ha. Có chiều cao là 62, chiều dài tán là 96, cái hoành là 41 nha bà con, tổng cái hoành bệ là 69. Thì cây này thân già nu nút, phơm tàn ấm mịn, rất đẹp luôn. Đó, đây bà con mình xem ha, cốt cành to. Cái này thì những cái mặt bông này á, nó lên lai hoa gai, bởi nó sẽ chọi lên tí. Em không có cuôn tỉa, em để cho bà con mình xem mặt bông ha. Cây này mà mình cuôn tỉa mịn cái tàn, nhìn rất là đẹp nha. Đó, rồi để em quay cái dàn thân dần nè, để cho bà con mình xem luôn. Đây, dàn đế ha. Đó, trước tiên em quay dàn đế, đế thì đều. Thân thì nu nút nha bà con, đế đều, cây này đế đẹp nha. Cây này hai thân cực kỳ đẹp, đây. Đó, bà con mình xem. Già nu nút xù lên dần nha. Đó, cốt cành rất là to luôn. Đó, đây. Đó, dàn đế theo bà con, đế dàn xương nữa ha. Đây là mặt tiền cây nha. Đó, thì đây dàn nu dàn nút đó ha. Đây thân già nu nút nó u lên dân ha, nó sần lên dân, mặt cắt thì kéo cũng rất là mạnh luôn. Đó, thì mã số F0 này em giao lưu với bà con có giá là 5.500.000, em bao ship cho bà con mình toàn quốc nha, em ship luôn cái chậu. Cây này là hai người bê nha bà con, rất là nặng ha, tiền ship khá cao nha. Thì lưu ý giùm em khi đi cái chậu này nó cũng có cái vết tì á, nếu như lỡ có vỡ thì bà con cũng thông cảm nhận giùm em ha. Cái chậu này không có bao nhiêu tiền nha bà con, chậu xi măng nha. Mã số F0. Rồi mã F1 nha bà con. F1 là một cây chiếu thủy da đen lá lớn ha, nu nút đầy mình, cốt cành rất là to nha bà con. Thì bể đế này một bể rất là to luôn, phơm tàn ấm mịn nó rồi. Cái này mới vừa điểm lên một nước dây chằn xuống để cho cái dàn xương của nó ha, sắp lại nha bà con, rất là chi tiết ha. Cái này thì nuôi cốt cành cắt giật ha, chiếu thủy nu da đen lá lớn ha. Rồi quay đi, đó em quay tổng thể cho bà con mình xem ha. Đó, dàn đế cực kỳ đẹp luôn, đều nha. Thì cây này trên đỉnh nó còn một mặt cắt khoảng hai ngón tay nha. Đó, rồi em báo thông số cho bà con mình luôn nha. Thì cây này có chiều cao là 48, chiều dài tán là 66, hoành eo ở trên đây, eo trên đây là 38, hoành đế đo được vị trí này, vị trí này là 60, tổng hoành đế ở dưới luôn nha bà con là 98 nha. Tổng hoành đế là 98 nha. Đây, đây ở trên nhìn xuống tổng thể cái dạng phơm nha. Cây này thì nó vừa cho một cái đợt đọt, đọt này nó mỗi một đọt nó mang theo một số mầm hoa rất là đẹp luôn rồi nha bà con. Nó chỉ chích hoa lên rồi ha. Này là chiếu thủy nha bà con. Đây mặt cắt đỉnh ha, mặt cắt đỉnh thì còn khoảng hai ngón tay, kéo rất là mạnh luôn. Còn những mặt cắt khác thì nó đang kéo là gần bích hết rồi. Đó, thì cây này mã số F1 em giao lưu với bà con có giá là 12 triệu, 12 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Cây có một cái cành âm cực kỳ duyên nét luôn nha, rất đẹp luôn ha. Rồi quay một vòng nữa đi. Đó, phơm tàn thì mình khỏi chê luôn, cốt cành nuôi quay nhẹo rất là lâu rồi. Già cực kỳ già, cây này già muốn lên xù nuôi lên luôn nha bà con. Mã số F1 em giao lưu bà con giá 12 triệu em bao ship toàn quốc, ship luôn chậu này cho mình nha. Ship luôn cái chậu này cho mình. Thì cái cạnh chậu nó bị mẻ một tí nha bà con, chậu này là chậu xi măng nha. Đó, lưu ý giùm em chậu xi măng chứ không phải chậu gốm nha. Đó, đây chỗ này ha, nó mẻ một tí xíu nha. Đó, 12 triệu em bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp theo mã số F2 là một cây sam song hình, một cây dáng trực ha, một cành phóng ra rất đẹp nha, rất là duyên cây, tán ra thiên nhiên. Cây này thì phơm tàn là ấm mịn ha, cốt cành to, dàn lá này cũng khá già nha bà con. Thì cái này về mình có thể chăm sóc khoảng tới
nửa tháng nữa mình xuống lá mình lấy bông tết mình chơi nha, ở 20 ngày nữa đó. Thì phơm tàn cây này rất là đẹp, to cây, cây này rất là to nha. Ở thì lưu ý giùm em, cây này em đi em không có xếp chậu ha. Rồi mình đo thông số đây, cao lên rồi, chiều cao cây là 83, ở tán ngang là 93. Đây dàn phơm này thì bà con khỏi chê, hoành đó, đó hoành đó là như ngay đó đi, hoành ngay cổ đế là 38 nè, phải không? Rồi đo ngay đây thử coi. Ờ ngay đó. Nhà 32. Ờ ngay chỉ đó 32, ở dưới đây 38 nha bà con. Ở dưới đây khoảng 28 thôi nha. Đó thì cây này ha, dàn đế đều đẹp. Đó bà con mình xem ha. Em quay cái dàn đế với dàn cũ cho bà con mình xem trước ha. Cây này dàn đế rất đẹp nha bà con. Rồi em sẽ quay cái dàn xương cho mình xem luôn. Đó. Xương gốc cây này thì có cái cốt cành nó khoảng chân cái em nha, lớn hơn chân cái. Ở tay cái, chân cái nha. Ở rất là đều. Cây này thì cái dáng trực tàn đa, ở có cành phóng ra rất là có duyên luôn ha. Ở thì dàn xương dâm dày dặn ha. Ở thì cây này lưu ý em không ship chậu ha. Thì mã số F2 này em giao lưu với bà con có giá là 3.800.000, em bao ship toàn quốc, em không ship chậu nha bà con. Cây này em không ship chậu ha. Đây em lấy xa ra nhìn cây cực kỳ đẹp nha, phơm tàn ấm mịn nha. Rồi tiếp theo mã số F3 là một cây linh sam dáng quyền nha bà con, dáng quyền, dáng thác độ. Cây này làm rất là chi tiết ha, phơm tàn ấm mịn, cốt cành rất là to luôn, bệ đế đẹp ha. Cây này cực kỳ già, làm ra phơm tán khá là chi tiết nhau nha bà con. Cây này thì rất là đẹp luôn, đáng sưu tầm ha. Này được cây quá già luôn nha, cốt cành cực kỳ to luôn. Đó, đây bà con mình xem cái dàn đế ha, dàn đế đẹp, dàn thân ha. Em quay xem cho bà con mình xem dàn thân luôn. Đây, dàn thân, dàn xương nữa đây. Đó, rồi quay đi, quay từ từ. Đó, dàn cốt, dàn xương nữa ha. Cây này thì khỏi chê đâu ha. Lưu ý giùm em cái vị trí này, đây xuống đây là bị tát da nha bà con. Đó từ đây tát da về đây, nhưng cây rất là sành cứng, khá là khô cứng nha, rất là cứng, không ảnh hưởng gì hết ha. Ở từ đây ha, cái dạ này đó, bị mà tát da nha. Đó về có thể bà con mình tạo lỗ hoặc để như vậy mình xử lý sạch sẽ mình chơi thôi. Nó như vậy luôn rồi, nó không có mà bị mà mục gì vô nữa nha. Đó đây cái đường co lắc đó, rất đẹp luôn. Đây phơm xương đây. Đó thì mã số này là mã số F3 nha bà con. Đó, rồi, đó thông số đi. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30 nha. Và bên kia đây. Chiều đó. Tán ngang á, ôm theo cái dòng nó khoảng 106 nha bà con. To rất là to ha. Hoành đây là 25. Hoành 25. Hoành đế là 66 nha. Thì cây này em giao lưu bà con có giá là 3.300.000, em bỏ bầu cho đi nha. Ở cây này thì em bỏ bầu cho đi ha. Mã số F3 nha bà con. Rồi tiếp theo mã F5 nha bà con. Thì mã này là một cây sung trái ha. Sung này cực kỳ trái nhiều ha. Thì đang lên bông rất là nhiều, nhánh nào cũng lên đó nha. Đang lên mầm trái khá là nhiều luôn. Này về mình mua mình chơi tết được rồi nha. Đây trái đang lên đây. Sung này cực kỳ là sai quả nha. Này còn non, còn to rất là to nha. Đây, những cái mầm trái nó đang lên đây ha. Chi chít đó, nhánh nào cũng có đều hết. Rồi, mình đo thông số đi. Rồi, cây có chiều cao là 44 nha. Tán ngang. Tán ngang 61 nha. Tổng hoành đế. Hoành đế 28 ha. Hoành thân nữa khoảng 18-20 nha bà con. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 500, em bao ship toàn quốc ha. Một cây sung trái ha. 500 em bao ship toàn quốc, mã số F4 nha, F5 nha. F5. Rồi tiếp theo là F5 nha bà con, cây vừa rồi là F4 nha. Cũng là một cây sung luôn. Thì những cái cây này trái lên rất là đều rồi ha. Đang lên cái những cái nụ hoa bông nụ trái khá là nhiều luôn. Đây. Cái này thì về bà con mình có thể mình vô dây ha, hoặc là để gì mình chơi tết xong mình lấy trái mình chơi tết xong thì mình vô dây lại nha. Rồi, mình đo chiều cao đi. Chiều cao là 53. Chiều cao là 53 nha. Chiều dài tán này là 59. Chiều dài tán là 59. Đo cái hoành thân trên. Hoành đây là 22. Hoành là 22 nha, tổng hoành đế. Tổng hoành đế vậy là 47. Tổng hoành đế là 47 thì cái này giao lưu bà con giá là 550, em bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. Mã số F5 nha.
Tiếp theo là mã F6, một cặp khế chua ghép khế Nhật nha bà con. Thì cây này phơm tàn ấm mịn rồi. Ở những cái cốt ghép này cũng rất là to ha. Thì cái này về bà con mình sang chậu, để vô cái chậu đẹp thì cây sẽ lăn lên rất đẹp nha. Về mình có thể mình lấy hoa mình chơi Tết được rồi nha. Thì dòng này đi có thể là rụng lá, chuỗi lá. Về bà con để ngoài nắng bình thường, tưới nước đầy đủ nha. Hoặc là thấy nó chuỗi lá cứ việc ngâm nước nó một buổi ha. Rồi đem tiến hành mình vô chậu mình để ngoài nắng, tưới đầy đủ nước thì nó sẽ lên lá mới, lên hoa luôn, kèm theo lên hoa luôn nha. Rồi, đó thông số đi ha. Cây này có chiều cao ha. Cặp này chiều cao khoảng 33. Cái tán dài nó khoảng 32. Tán dài 32 nha bà con. Cây này đế thú rất đẹp nha. Hoành cũ là 23. Hoành cũ là 23 ha. Hoành thân cái đó khoảng 12 nha. Còn cây bên đây hoành cũ khoảng 28 30 nha bà con. 29 nha, hoành thân này khoảng 14 15 nha. Thì một cặp này em giao lưu bà con giá chỉ 700.000, em bao ship cho mình toàn quốc luôn ha, một cặp nha. Rất là đẹp nha. Mã số F6 nha. Rồi tiếp theo F7 là một combo hồng ngọc mai, bốn cây này 400.000 nha bà con. Em giao lưu bà con 400. Thì hai cái rễ nó rất là già rồi. Hai cái cây này thì sắp đế nha. Này làm theo dáng cây bà, giờ bà con mình có thể cắt chỉnh sửa lại, vô dây định hình lại nha. Thì hai cây này thì bứng vô chậu cũng được một tháng ngoài, sống rất là khỏe rồi. Dòng hồng ngọc mai này rất dễ sống nha bà con. Còn những cái cây rễ này nó đã rút lá nhỏ lại, lá nó rút rất là nhỏ lại, thường xuyên lên hoa luôn. Chỉ cần cuôn tỉa nó lên đọt là lên hoa ha. Để ngoài càng nắng càng tốt nha bà con. Thì mình tưới cây, cây mình nó xuống nó xì cây thì nó mau lên hoa nha. Muốn bỏ, mình muốn lấy hoa thì mình bỏ nước nha. Bỏ nước hoặc là giảm nước đó, cho nó xuống xuống cây tí rồi mình lấy hoa. Rồi, đo thông số chiều cao. Cao cây nhỏ khoảng 15 20 thôi nha bà con. Thì hai cây nó tương đồng với nhau ha, tán ngang khoảng 15 ha. Thì hai cây phía sau, hai cây lớn đó ha. Thì cái cao là 20. Chiều cao 20. Hoành là 10 nha, hoành đế với khoảng 17 18 lần nha bà con. 17 18 20. Thì bốn cây này 400.000, giá rất là dễ chơi, hợp lý cho mình luôn nha. Mã số F7 nha. Rồi tiếp theo là F8 nha. F8 là một cây chiếu thủy trung nu nha. Cây này nuôi cốt cành rất to, phơm tàn này nuôi cũng khá mịn rồi. Này giờ có thể mình nuôi tiếp một thời gian nữa rất mịn nha. Này cái cốt nuôi khoảng 2 năm ngoài rồi, to tay cái hết rồi nha. Vàng đế thì cũng đẹp luôn. Cái này thì về mình làm chi tiết lại một tí là cây đẹp nha bà con. Cây dáng trực lắc ha, khá là duyên cây luôn. Đó thông số đi. Chiều cao của cây cao là 27, chiều dài tán 42 nha. Hoành là 18. Hoành là 18, hoành cũ là 24 ha. Thì cái này giao lưu của con giá 800, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. 800.000. Cây chiếu thị trung nu, cực kỳ già đẹp nha. 800 mà F8 nha bà con. Rồi tiếp theo F9 là một cây cần thăng nha, một cây cần thăng khá là mịn tán ha. Rồi đó thông số đi. Chiều cao của cây ở là khoảng 20 nha bà con. Ở chiều dài tán 32. Tổng hình cũ thôi, mình đã tổng hình cũ trên tí. Rồi, vậy đi. Tổng hình cũ là 38. Tổng hình cũ là 38, cái cũ này cắt quái ha, phơm thì ấm mịn luôn nha. Cái này giao lưu bà con giá là 700, bao ship toàn quốc nha, 700.000. Mã số F39 nha bà con. F10, F10 là một cây linh Samsung hình. Cây này dáng trực nha bà con. Cây này thì mình có cái lỗ mình áp dựng thẳng cao lên cái ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Cây này nó rất là già cây rồi. Phơm tán thì cây này ấm mịn hết rồi, cốt cành to. Rồi, đo thông số đi. Chiều cao là 32. Chiều dài tán là 41 nha. Hoành là 18. Hoành cũ ở dưới ha. 34, cây này em giao lưu của con giá trị 400. Cây này thì mình tạo lại là cây đẹp nha bà con. Làm lũa cao lên ha, mình áp lũa cho nó cao lên tí nha. Lấy cái phơm chỉnh lại tí nữa là cây đẹp nha. Giá trị 400.000, em bao ship mã F10 nha. Rồi tiếp theo cây F11. F11 là một cây linh sam 86. Lưu ý giùm em, dòng này khi đi thì nó sẽ bị đỏ lá, rụng lá nha. Những cái lá già dưới ha. Nó thường thường nó trong mát, hầm 2-3 bữa là nó sẽ đỏ gực lên, nó rụng. Thì bà con cứ việc để ngoài nắng, nó rụng xong thì nó sẽ lên lá hoa, lá mới là kèm theo hoa luôn. Dòng này thì bà con để hoa nó thì lá già, bỏ nước một vài ngày, nó đỏ lá gực lên thì nó sẽ cho hoa mình nha. Tưới nước đầy đủ lên nó cho hoa. Cây này cây 86 nha bà con. Rồi chiều cao này.
chiều cao của cây. Chiều cao là 38. Chiều dài tán ngang là 46. Hoành là 10 nha. Hoành cũ 16, ở dưới có thể to hơn nha. Thì cây này về và con có thể mình thêm một vài cọng dây, chỉnh sửa lại cái cành gớt của nó ha, sâu xuống tí, dán dân nhân nha. Thì cái này giao lưu bà con giá 500, em bao ship toàn quốc F11, em báo bầu cho đi nha, mã số F11 nha. Rồi tiếp theo F12 luôn, cũng là một cây tông cao dán dân nhân nha. Cây này gốc to nha bà con, cực kỳ già rồi. Phơm tàn thì mịn hết rồi, cái này làm chi tiết nha. Rồi đo thông số đi. Cái này thì giao lưu bà con giá chỉ 400 thôi. Chiều cao 45. Chiều dài tán 47 ha. Hoành là 14. Hoành cũ là 19. 400.000 em bao ship toàn quốc nha. Cây này khá là nét và duyên nha, nét rất là liền cây. Cái cốt cây ở trên gần bích mặt cắt luôn rồi. Nuôi cũng rất là lâu mới được gì nha bà con. Giá 400 em bao ship cho bà con mình luôn. Em bó bầu cho đi nha, F12 nha. Rồi tiếp theo mã số 13 là một cây cóc và một cây nguyệt quế nha bà con. Thì hai cây này em giao lưu bà con giá chỉ 400.000 thôi. Cây nguyệt quế thì em bó bầu cho đi nha. Giá khuyến mãi cho mình luôn. Dòng cóc thái này thì cái tược nó lên cao cao một tí là nó sẽ cho bông cho trái nha. Rất là nhanh luôn. Trái thì ăn rất là ngon nha. Rồi mình đo thông số đi. Chiều cao của cây cóc ha. 60, cao hoành cũ đi. Cũ là 35 ha. Ở đó cây nguyệt quế đi. Cao 22. Ngang là 35 ha. Hoành cái đó khoảng 12 thôi nha bà con. Cây củ cốc rất đẹp đây. Nguyệt quế thì nó đang lên hoa. Dòng này thì bà con có thể để chậu chơi hoa. Cái này lưu ý giùm em không có ship chậu nha. Giá quá rẻ rồi không có ship chậu này được nha. Nó nặng nề thêm tiền ship nó cao nha bà con. Đó, một cặp này thì chỉ có 400.000 thôi. Em bao ship cho bà con mình toàn quốc ha. Như cây cốc này không thường thường bán cũng khoảng 400 mà. Đó. 400.000 mã số F13 nha, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi tiếp theo F14 là một cây sam ngọc nha bà con. Cây phơm tàn mịn cốt cành to, buông dây xả kẽm không còn dây kẽm nữa nha. Đó, thì cây này một cây một thân mẫu tử nha bà con, được nhà vườn tạo lỗ rất là đẹp luôn. Rồi, mình đo chiều cao đi. Cây đang lên dàn tược non ha. Chiều cao của cây 41 nha. Tổng cái chiều dài tán 44 nha. Đo một hoành thôi. Hoành một thân cây đó ha. 19 nha bà con. Thì hoành tổng hai thân luôn. Là hoành tổng hai thân nha. Đây bà con nhìn xem dàn xương này đó, buông dây hết rồi. Rất là già dàn xương này ha. Thì dàn đọt nó đang lên, nó lên là chuẩn bị cho hoa cho trái nha bà con. Mùa này là mùa hoa trái của cây sam ngọc ha. Ở dòng này rất là cho hoa trái thường xuyên. Thì cái này giao lưu bà con giá là 1.200.000, em ship luôn cái chậu này cho mình nha. 1.200.000 một cây sam ngọc ha. Rồi đổi cây. Mã số F15 nha bà con. Tiếp theo F15 ha, là một cây gừa bông ha. Gừa bông này còn gọi là gừa si Đài Loan nha bà con. Da nó bông nhìn rất là đẹp ha. Cây này thì em xuống lá rồi, một thời gian nữa thì cái vàng lọt non nó lên ha, nó chi chít nhìn rất là đẹp luôn. Rồi mình đo chiều cao đi. Chiều cao là 50. Tán ngang khoảng 50, trên 50 nha bà con. Hoành nó khoảng 26. Hoành là 26, hoành đế 40. Hoành đế 40 thì cây này cái thân, cái gọng nó rất đẹp luôn nha. Cây này thì cốt cành to, nuôi khá là già cây rồi. Thì cái này em giao lưu với bà con có giá là 700, bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi nha bà con. Một cây gừa bông nha. Si bông Đài Loan đây. Dạng phơm xương nữa ha, rất là đẹp luôn. Chỉ 700.000 nha bà con, em bao ship cho mình luôn nha. Đây, dàn đế đây ha. Cái này thì có một cái đường thẹo, đó, cái đường thẹo nhỏ ngay đó ha. Khá là, cây này khá là duyên cây nha. Rồi, cái này cũng là cuối clip nha bà con. Thì cuối clip em cũng chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để mình theo dõi những clip mới nhất nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.